Tiên Phúc, 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 Phúc. Tiên nè Phúc, anh tìm được Tiên rồi nè. Là Tiên nè đúng không? Không phải, không phải Tiên đâu anh. Chắc là người giống người thôi. Đâu phải, là Tiên nè, làm sao có cái chuyện người giống người mà nó giống tới như vậy được. Anh, em nói anh nghe, anh thử nghĩ coi, nếu mà thực sự là Tiên á, thì lẽ ra mấy năm nay cô phải liên lạc với anh chứ. Em chắc chắn với anh là bây giờ có ai lừa đảo rồi, thấy hình Tiên xinh quá cho nên mới lấy Facebook để lừa đảo hay mạo danh gì đó, chứ không phải là Tiên đâu. Không thể nào đâu, anh nghĩ đây là Tiên đó. Nếu như không phải là Tiên thì cũng có thể là người thân của cổ. Anh liên lạc với họ thì anh sẽ có thể gặp được Tiên. Rồi anh hỏi cổ là tại sao mấy năm nay bỏ mặt anh mà không liên lạc gì hết. Anh sẽ gọi cho họ. Anh đừng có thương nhớ Tiên nữa, lỡ xua rủi cổ chết rồi sao? Phúc, em cũng muốn anh lại một lần nữa hy vọng rồi lại bị dập tắt như vậy. Mỗi lần mà thấy anh tiều tụy như vậy vì thương nhớ Tiên, em chịu không có nổi. Anh biết là em thương anh mà. Phúc à, anh hiểu được tình cảm của em, nhưng anh phải nói thật là anh không thể nào quên Tiên được. Em có biết đây là đâu không? Đây là chỗ lần đầu tụi anh hẹn hò với nhau. Bây giờ bị lừa gạt rồi thì sao? Anh cũng đâu có mất mát gì đâu. Người ta chửi anh ngu cũng được, chửi anh khờ cũng được, lừa gạt anh cũng được. Bây giờ 1/1000 cơ hội anh phải gọi. Anh muốn xác minh thật sự đây có phải là Tiên hay không. Ngu hay dại là chuyện của anh. Anh xin lỗi. Tiên à, anh xin lỗi, anh đừng đổ quá. À, anh có chuẩn bị món quà tặng cho em nè. Anh nhận nha. Anh mời em ngồi. Anh rất là vui khi mà em nhận lời tới đây hôm nay. Sao tự nhiên anh biết số của tôi mà liên hệ với tôi, rồi còn hẹn tôi ra gấp dữ vậy? Em thật sự không nhận ra anh luôn á hả? Anh là ai, tôi đâu biết anh đâu. À đúng rồi, em nhìn cái quang cảnh ở đây coi, có nhớ được chút xíu nào không? Cái nhà hàng này hồi xưa tụi mình hay hẹn hò ở đây nè. Sinh nhật của em, kỷ niệm ngày quen nhau, Valentine 8 tháng 3 mình đều hẹn hò ở đây nè, em nhớ không? Anh đang nói gì tôi không hiểu gì hết á. Nè em thấy không, cái bàn này nè, em lúc nào cũng phải yêu cầu là phục vụ phải đề con một cái bàn màu trắng như này nè, em nhớ không? Lúc nào cũng phải phục vụ hai cái ly, còn cái bánh kem này nữa. Cái bánh kem này em biết không, anh phải nhờ đầu bếp anh làm đi làm lại rất là nhiều lần mới vừa ý em đó. Em lúc nào cũng yêu cầu ha, bánh thì phải mềm, kem thì phải nhiều, đường thì lại không được quá ngọt. Em khó tính dữ lắm luôn á. Đặc biệt nha, cái phần sô-cô-la nè, em yêu cầu phải nhiều sô-cô-la. Hai cái nhân vật này nè, giống như hai nhân vật là đại diện cho tụi mình vậy đó, em nhớ không? Tôi xin lỗi anh mà thiệt tôi không nhớ cái gì hết á. Anh nói nghe nè, em ráng đi, em ráng nhớ giùm anh một xíu đi Tiên. Anh làm gì tôi vậy? Không, ý là em ráng em nhớ giùm anh đi Tiên, khó khăn lắm anh mới tìm được em á Tiên. Anh là Khoa nè Tiên. Tôi thiệt tình là tôi không có nhớ gì về anh, về cái quán này hết á. Thôi tôi đi về. Tiên, đừng có đi. Tôi la lên đó nha. Anh xin lỗi. Em bình tĩnh, em ngồi xuống, em nghe anh nói. Anh xin lỗi nếu có lỡ làm cho em sợ nha. Nhưng mà thiệt sự là suốt bao nhiêu năm qua anh mới tìm lại được em, anh rất là mừng. Tên cả cái bánh này nè, anh đã là phải nhờ người làm đi làm lại rất là nhiều lần mới ra được cái phiên bản hoàn hảo nhất. Nhưng mà tới khi gặp được em thì em lại không nhớ ra anh. Tôi không có nhớ cái gì hết á. Tôi chỉ biết là tôi bị tai nạn mất trí nhớ, gia đình tôi đưa tôi ra nước ngoài điều trị, tôi mới về Việt Nam gần đây à. Thôi coi như là em ăn một phần bánh cho anh vui. Tôi không có ăn. Coi như anh xin em luôn á Tiên. Anh quỳ xuống đây anh xin em. Một lần thôi, một lần thôi Tiên. Tôi ăn một miếng thôi nha. Thank you.
không Tiên? Thôi, nếu mà khó quá thì thôi anh không có ép em nữa. Anh cảm ơn em vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây nha. Anh xin phép. Anh Quà, nhớ ra anh rồi hả? Anh xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn.